Hôm nay thì thầy sẽ chữa cho chúng ta cái phần lý thuyết vô cơ hay thi nhất. Và ở trong cái buổi này thì chúng ta sẽ nhắc lại một chút về phần kiến thức lý thuyết của vô cơ. Về tính chất hóa học đi ạ. Về tính chất hóa học. Về tính chất hóa học thì các bạn cần lưu ý điều gì khi mà cho cái bọn anh kim loại? Thì đầu tiên ạ, mình sẽ có một nhỏ là kim loại nó tác dụng với lại các cái anh như là phi kim để tạo thành muối. Thế thì kim loại tác dụng với phi kim thì ta sẽ có là kim loại tác dụng với oxy này. Kim loại tác dụng với oxy để tạo thành oxit này. Tổng quát là M cộng O2 để tạo thành MX OY này. Phản ứng có nhiệt độ và những kim loại mạnh thì không cần nhiệt độ. Thứ hai là kim loại tác dụng với clo này để tạo thành muối clorua này. Muối clorua này. M cộng với Cl2 nhiệt độ tạo thành M CLN. Ok chưa? Đây là tác dụng với phi kim, nó còn tác dụng với phi kim rồi. Kim loại tác dụng với lưu huỳnh. Kim loại tác dụng với lưu huỳnh để tạo thành muối sunfua. M cộng S nhiệt độ tạo thành MX SI. Thường chỉ là MS thôi nhá. Đây là cái tác dụng với các phi kim điển hình hay thi. Hai nhỏ là kim loại tác dụng với hợp chất, thì đầu tiên mình xét là kim loại tác dụng với nước trước. Kim loại tác dụng với nước. Kim loại tác dụng với nước thì điều kiện để bọn kim loại tác dụng với nước, điều kiện phản ứng là nó phải là các kim loại mạnh. Được chưa? Đứng trước nhôm. Đứng trước nhôm. Đấy, đa số thì nó là gồm những kim loại nào? Khi nào ba cần, được chưa? Thì bọn này viết tắt là kim loại M khi tác dụng với nước thì nó sẽ tạo thành MOH tất cả N lần cộng 1 phần 2H2 bay đi. Cộng với H2 bay đi thôi cho chuẩn. Nhá. Các bạn lưu ý nhá. Nhưng trong này mình có một cái trường hợp đặc biệt, đó là anh magie. Magie tác dụng với nước thì không phải là điều kiện thường, mà ở 40 đến 50 độ C nó phải mồi lửa thì tạo thành MgO cộng với lại hydro. Và phản ứng này chứng minh được rằng một điều là chúng ta tuyệt đối không sử dụng nước để dập tắt đám cháy magie nhá. Suy ra là không sử dụng nước để dập tắt đám cháy magie. Dập tắt đám cháy magie. Ok không ạ? Các bạn nhớ chưa? Không sử dụng nước để dập tắt đám cháy magie. Ba nhỏ là kim loại tác dụng với axit loại 1. Thì điều kiện để xảy ra phản ứng. Điều kiện để xảy ra phản ứng. Đó là kim loại này phải đứng trước hiđro trong dãy điện thoại. Đứng trước hiđro trong dãy điện thoại. Kim loại này phải đứng trước hiđro trong dãy điện thoại. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng đấy. Á phi ông thì đứng trước hiđro trong dãy điện thoại. Thì kim loại mà tác dụng với axit loại 1 là M cộng với H cộng thì sẽ tạo thành MN cộng cộng H2. N phần 2 H2. Bay đi. Bốn nhỏ là kim loại tác dụng axit loại 1 là H cộng. Axit loại 2. Ví dụ như HNO3. H2SO4 đặc. Thì anh kim loại mà tác dụng với axit loại 2 ấy nhá. Thì điều kiện để xảy ra phản ứng
là hầu hết các anh kim loại. Hầu hết các anh kim loại trừ vàng và platin. Thứ hai là các kim loại thì đều lên số xóa cao nhất. Thứ ba đó là gì? Phải ăn cross sắt nhôm chrome thì bị thụ động trong axit loại 2 đặc nguội. Ok, đấy là những cái phần kiến thức cơ bản nhất mà chúng ta cần nhớ để khi mà chúng ta giải các cái câu lý thuyết của phần vô cơ cơ bản thôi ạ. Cho chúng ta còn nhiều cái phần phức tạp hơn nhiều. Thì chào tất cả các bạn và các em, rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu đầu tiên là câu số 1. Ở điều kiện thường thì kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? Ôi dễ quá, kim loại nào trạng thái giả lỏng ạ? Đấy, thầy thấy tất cả các bạn đều comment là đáp án rồi, chính xác, nó là thủy ngân ở trạng thái lỏng, rất tốt. Câu số 2 ạ. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thế thì trong phần vô cơ ấy, chúng ta sẽ học về đại cương vô cơ này, đại cương kim loại này. Sau đó mình sẽ học về kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt, chrome là hết. Thế thì cái câu chuyện là người ta sẽ hỏi chúng ta là những anh nào là kim loại kiềm, chúng ta phải thuộc cho được cái câu này. Là lâu nay không rảnh chơi phây, đây là những anh kim loại kiềm. Vậy đáp án đúng chúng ta câu 2, đáp án A, natri. Câu 3. Hello, chào tất cả các bạn và các em. Chào Lan Anh, chào Nguyễn Anh. Tuyệt vời, các bạn đã comment đáp án đúng của anh kim loại kiềm nhá. Câu 3. Chất bột X màu đen có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc. Chất bột X màu đen có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc. Vậy chất X là chất nào? Thì chúng ta lưu ý ạ. Màu đen, đá vôi màu trắng, lưu huỳnh màu vàng, thạch cao màu trắng, trong này chỉ muốn than hoạt tính màu đen thôi, nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Câu 4 ạ. Cho dung dịch natri hydroxit vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Vậy chất X là? Natri hydroxit vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Đấy, thế mình có này, natri hydroxit mà vào MgCl2 thì nó sẽ tạo thành gì? Natri hydroxit mà vào MgCl2 nó tạo thành gì? MgOH 2 lần, kết tủa màu trắng. Vào CuCl2 thì tạo thành CuOH 2 lần, kết tủa màu trắng xanh. Vào FeCl2 thu được FeOH 2 lần, kết tủa màu trắng xanh. Vậy chỉ có vào FeCl3 thì thu được FeOH 3 lần, kết tủa màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta, chất X là FeCl3. À, rất dễ. Câu số 5 trong đề thi minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thành phần chính của đá vôi là canxi carbonat. Công thức của canxi carbonat nó là CaCO3. Quá dễ. Câu số 6. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất? Kim loại mà có tính khử yếu nhất ấy, thì là kim loại mà đứng cuối cùng trong dãy điện hóa. Thế thì mình phải nhớ được dãy điện hóa nhé. Dãy điện hóa rất quan trọng với phần đại cương kim loại. Khi bạn nào không nhớ thì ghi lại. Nào 3 cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á. Được chưa? Vậy mình nhìn thấy ngay, thằng nào? Bạc là thằng kim loại có tính khử yếu nhất. Được chưa? À, câu số 7. Trong các chất sau đây, chất nào gây ô nhiễm không khí và có nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt? Ô nhiễm không khí nha. Nitơ vẫn tồn tại trong không khí nên nó không gây ô nhiễm không khí. Được chưa?
Hydro không gây ô nhiễm, ozone không gây ô nhiễm. Vậy gây ô nhiễm không khí ở đây của chúng ta chỉ có thể là anh CO và nguồn gốc từ khí thải sinh hoạt là do CO tạo thành do cái việc mà đốt cháy carbon hay là than trong cái môi trường mà ít oxy. Câu số 8. Công thức của sắt hydroxit oxy ớt, đúng không? FeOH 2 lần. Quá dễ. Có thế mà có bạn vẫn khoanh nhầm đáp án C đây em ạ. Tiếc không? Các bạn vẫn khoanh nhầm đáp án C lại là FeO ấy. Quá tiếc với một cái câu nó dễ như này. Câu số 9. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl? Vừa phản ứng với dung dịch HCl nhé, mà vừa phản ứng với dung dịch NaOH. Thế thì để một chất mà vừa phản ứng với dung dịch HCl và vừa phản ứng với dung dịch NaOH thì suy ra chất đấy là chất lượng tính nhá. AlCl3 thì chắc chắn không thể tác dụng với HCl rồi. BaCO3 không tác dụng với lại NaOH rồi. CaCO3 không tác dụng với NaOH rồi. Vậy ở đây chất lưỡng tính chỉ có thể là AlOH 3 lần. Thầy viết phương trình chúng ta cùng quan sát. AlOH các bạn có thể ghi lại phương trình nhá. Cộng với lại HCl để tạo thành AlCl3 cộng 3H2O và AlOH 3 lần cộng với NaOH để tạo thành Na AlO2 được chưa? Cộng H2O. Ok chưa? Các bạn nhớ nhá. Đấy, tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 9 đáp án A rất là tốt. Câu 10 ạ. Câu 10 nào các em? Cùng xác định số oxy hóa nào. Chrome có số hóa là dương 6 trong hợp chất nào sau đây ạ? Chrome có số oxy hóa là dương 6 trong hợp chất nào sau đây? Chú ý nhá. Chrome có số xóa dương 6 nha. NaCl2 thì chrome này là chrome dương 3. Cl2O3 thì chrome này là chrome dương 3. ClO4 là chrome này dương 2. Vậy chỉ có K2Cl2O7 nó là chrome dương 6. Đáp án đúng là đáp án C. Quá dễ. Câu 11. Dung dịch nào sau đây có pH lớn hơn 7? Chúng ta nhớ lại cái thương, cái thang pH. Thầy nhắc lại thang pH chúng ta. Đây là bằng 7 này. pH nhỏ hơn 7 là môi trường axit. pH lớn hơn 7 là môi trường kiềm. Nếu mình có quỳ tím, nhắc lại kiến thức cũ các em nhé, thì môi trường axit khiến quỳ tím chuyển thành màu đỏ. Môi trường kiềm khiến quỳ tím chuyển thành màu xanh. Được chưa? Vậy dung dịch pH lớn hơn 7 ở đây nó phải là dung dịch mà có môi trường kiềm. NaCl là môi trường trung tính, HNO3 là môi trường axit, H2O4 là môi trường axit. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có một thôi, đấy là đáp án B. Các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Nhớ chưa? Rồi, rất tốt. Tuyên dương tất cả các bạn đã cho đáp án B. Bây giờ chúng ta sang câu 12, một trong số những cái câu mà rất hay thi ở trong phần đại cương. Câu 12 này là một cái câu về phần nhiệt luyện. Các bạn chú ý, câu 12 là một câu về phần nhiệt luyện. Cho 4,48 lít khí CO. CO số mol là 4,48 chia 2,4 bằng 0,2. Phản ứng với 8 gam một oxit kim loại. Oxit kim loại chưa biết đặt MXOY. Đề bài cho ông ta là 8 gam. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được M gam kim loại và hỗn hợp khí. Hỗn hợp khí. Hỗn hợp khí này chắc chắn là CO dư. Và CO2 sinh ra khi cho CO tác dụng với MXOY. Tỷ khối cho hydro là 20, phân tử khối của nó là 20 x 2 bằng 40. CO chúng ta là 28, CO2 chúng ta là 44. 44 chúng ta sử dụng phương pháp đường chéo các em nhé. Chúng ta sử dụng phương pháp đường chéo cho nhanh. 4 để tìm được tỷ lệ giữa CO và CO2. 44 trừ 4 bằng 4. 28 trừ đi 40 bằng trừ 12 chỉ đó là 12. 4 chia 12 bằng 1 chia 3. Bây giờ đề bài hỏi giá trị của M. Bây giờ đề bài hỏi giá trị của M. Đây, giá trị của M gam này. Thế muốn tìm được giá trị của M thì chúng ta cần phải xác định được số mol của CO2. Đúng không? Bởi vì ta luôn luôn có một cái skill ở đây nhá. Các bạn nắm vững cái skill ở đây này. Là gì? Là số mol của anh CO phản ứng nó sẽ luôn bằng số mol của oxy trong oxit phản ứng. Và nó luôn bằng số mol CO2. Đấy, các bạn đóng khung cái điều này lại cho thầy. Đóng khung lại nhá. Đây là một trong số những skill giải cực nhanh. Được không ạ? Thế thì bây giờ cái câu chuyện chúng ta thế này.
Mình đã tìm được cái tỷ lệ giữa CO và CO2 là 1:3. Vậy nếu thầy đặt CO dư là A mol thì CO2, nếu thầy đặt số mol CO của thầy dư là A mol thì số mol CO2 của thầy dư, số mol CO2 nó có phải là 3 không? Đúng không ạ? Vậy thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn nguyên tố carbon. Nguyên tố carbon trước phản ứng chỉ nằm trong CO. Nguyên tố carbon sau phản ứng nằm trong CO dư và CO2 sinh ra. Vậy hoàn toàn đến đây thầy sẽ tìm được A bằng 0,2 chia 4 bằng 0,05. Vậy thầy sẽ tìm được số mol của CO2 bằng 0,15. Vậy anh này bằng 0,15. Ok chưa? Thế bây giờ câu chuyện của thầy thì thầy chỉ cần áp vào công thức thôi. Bởi vì thầy có một điều đó là gì? Đề bài hỏi khối lượng kim loại thì ta sẽ luôn luôn có là khối lượng của oxit thì luôn bằng khối lượng của kim loại sau phản ứng cộng với lại khối lượng của oxy trong oxit phản ứng. Mà khối lượng của oxit ban đầu cho là 8 gram. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng của kim loại sau bằng 8 gram trừ đi 0,15 nhân 16 bằng ạ. Nào các bạn bấm như thế bằng bao nhiêu? 8 trừ đi 0,15 nhân 16. 8 trừ 0,15 nhân 16 bằng 5,6 gram. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Ok chưa? Đây là cách số 1. Cách số 1 là cách chậm để thầy giảng cho các em hiểu bản chất. Và sau đây thầy sẽ nói cho chúng ta đến cái cách số 2 để chúng ta có thể làm nhanh hơn, để mà sau này các bạn có thể tăng tốc hơn trong cái việc giải bài tập và từ đó chúng ta khủng hơn nhá. Đây tiết lộ cho ông ta cái cách số 2, một trong số những skill rất nhanh của thầy khi chúng ta giải bài tập. Ta luôn luôn có số mol của CO phản ứng, các bạn ghi lại nhá, luôn bằng số mol của oxy trong oxit phản ứng, luôn bằng số mol CO2 và luôn bằng khối lượng của chất rắn trước trừ khối lượng của chất rắn sau chia 16. Đây mới là công thức kinh khủng và công thức tiêu chuẩn trong giải giảm bài tập CO. Các bạn cần phải lưu lại hết nhá, cho nó xịn hơn nhá. Nào các bạn thấy công thức của thầy có xịn không? Vậy hoàn toàn mình có này. Số mol CO phản ứng bằng số mol CO2 sinh ra rồi, vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được khối lượng kim loại luôn. Sẽ bằng là 0,15 nhân 16 mà chất rắn là 8 trừ đi. Đấy bằng 5,6. Ok chưa? Và đáp án đúng của chúng ta nó là 5,6. Đáp án đúng là đáp án D. Đấy, các bạn thấy công thức đấy xịn không? Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 13. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu bằng vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí hình vẽ trên. Cái đây là một trong số những cái kỹ năng để giải cái về cái phần. Rồi, cảm ơn các em. Đây là một trong số những cái kỹ năng để chúng ta giải những cái phần khá là kinh khủng. Đây, các bạn lưu ý cho thầy nhá. Các bạn lưu ý cho thầy nhá. Thu khí chúng ta có ngửa bình và úp bình. Vậy ở đây chúng ta đang ngửa bình. Được chưa? Đây là ngửa bình. Và đang thu bằng phương pháp đẩy không khí. Phương pháp đẩy không khí. Ngửa bình và phương pháp đẩy không khí. Thế thì với cái việc mà chúng ta ngửa bình và thu bằng phương pháp đẩy không khí thì chúng ta sẽ lưu ý cho thầy đó là gì? Chỉ sử dụng, suy ra là sử dụng để thu các khí mà có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của không khí. Và các bạn lưu ý cho thầy, phân tử khối của không khí bằng 29. Có nghĩa là chỉ dùng để thu các cái khí nào mà có phân tử khối lớn hơn 29 nhá. Thế để thu các khí, đây là cái điều quan trọng này. Đấy, chúng ta xác định ngửa bình, phương pháp đẩy không khí sử dụng để thu khí có phân tử khối nhỏ lớn hơn không khí. Thế còn một cái phương pháp nữa, đấy là phương pháp úp bình. Được chưa? Thế còn úp bình thì sao? Lưu lại luôn, tiện đây thì nói úp bình luôn. Úp bình mà lại sử dụng phương pháp đẩy không khí thì tương đương với sử dụng để thu khí có phân tử khối nhỏ hơn phân tử khối của không khí. Đấy, các bạn cứ lưu lại nhá. Thế bây giờ câu chuyện chúng ta nó rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần đi tìm phân tử khối của không khí thôi, à, phân tử khối của khí đó thôi. Nitơ là 2 vớt, đúng không? Nhỏ hơn không khí. NH3 17 vớt tiếp. CH2 bằng 24 cộng 2 là 26 vớt tiếp. CL2 bằng 71, lấy chưa? Đáp án đúng, đáp án D.
Ok chưa? Xịn chưa? Xịn chưa? Rất dễ các em nhé. Đây là với câu số 13 và thầy nghĩ là các chúng ta cần phải lưu lại cái chỗ phần ngửa bình và úp bình này, bởi vì không có ai nói cho các em cả, bởi vì phần này không có trong sách giáo khoa. Đây là một trong số những skill của thầy. Câu 14 á. Câu 14 thầy nghĩ là các bạn sẽ gặp đi gặp lại câu 14 này rất rất nhiều rồi. Nhưng mà đa số các bạn thì các bạn vẫn không làm được câu 14, thế mới nhục. Thế thì số phản ứng Mannitor đóng vai trò chất khử thì cần đọc một cái skill của thầy. Bởi vì trong cái chỗ phần về đại cương kim loại, trong cái chỗ phần về đại cương kim loại thì cái khó nhất là 12 cái định nghĩa mà thầy đã dạy cho các học sinh của thầy. Chúng ta chỉ cần thuộc cho thầy khử tăng, O giảm. Có nghĩa là chất khử thì số xóa tăng, còn chất oxy hóa thì số xóa nó giảm. Nitơ này nitơ trừ 3 lên nitơ dương 2 tăng một cháo. Một cháo đó mày chọn chất khử. Nitơ dương 2 lên nitơ dương 4 hai cháo. Nitơ dương 4 lên nitơ dương 5 ba cháo. Nitơ dương 5 vẫn giữ nguyên nitơ dương 5 vớt. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4 vớt. Vậy vậy mình có số phản ứng mà nitơ đóng vai trò là chất khử thì mình chỉ có bao nhiêu thôi ạ? Mình chỉ có 3 thôi nhá. Ok, các bạn nắm được chưa? Đấy. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay và tất cả các bạn và các em vào đây. Đây là buổi học free nên là rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy thật nhiều nữa nha. Câu 15 ạ. Câu 15. Để thu được kim loại đồng. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS4 theo phương pháp thủy luyện. Vậy chúng ta cần phải nắm được phương pháp thủy luyện là phương pháp gì? Các bạn rất hay quên. Thầy có nói là buổi trước thầy đã có nói chúng ta về phương pháp thủy luyện và bây giờ thầy nhắc lại một lần nữa cho ta nhớ thêm về phương pháp thủy luyện. Thủy là nước, luyện là tinh luyện, có nghĩa là điều chế kim loại ở bên trong dung dịch. Thủy luyện. Đấy, chúng ta nhớ nhá, chúng ta phải nắm được thủy luyện nghĩa là điều chế kim loại trong dung dịch. Là sử dụng anh kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn. Đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của nó. Thế thì cái anh kim loại mạnh này nó phải thỏa mãn một điều kiện. Anh kim loại mạnh này thỏa mãn một điều kiện. Đó là không được tác dụng với nước. Bởi vì nếu mà cái anh kim loại mạnh này nó mà tác dụng với nước thì nó tác dụng với nước luôn rồi. Làm sao nó tác dụng với dung dịch, làm sao nó đẩy được kim loại yếu hơn được? Đấy là cái câu chuyện rất đơn giản người ta có thể logic được. Các bạn nhớ chưa? Vậy này, không thể là canxi, canxi tác dụng với nước, không thể natri, natri tác dụng với nước. Đúng không? Bây giờ đẩy được đồng thì kim loại này phải mạnh hơn đồng, có nghĩa phải đứng trước đồng trong giai điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, đúng không? Sắt đứng trước đồng nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Ok chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Các bạn đã hiểu cái kỹ năng làm chưa? Tất cả mọi thứ nó nằm ở bản chất và tất cả mọi thứ nó nằm ở logic của chúng ta. Câu 16 ạ. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng ạ? Các bạn lưu ý cho thầy từ nhá, không xảy ra phản ứng. Cho kim loại đồng vào dung dịch H2O3, thầy vừa mới nói chúng ta sao? Là H2O3 là một trong số những anh axit loại 2. Đúng không? Và axit loại 2 thì nó sẽ không tác dụng với những anh kim loại vàng và platin thôi, chứ đồng nó tác dụng bình thường. Sắt và sắt 3 chúng ta có nhá, Fe cộng với lại Fe3 cộng thì nó tạo thành Fe2 cộng đấy ạ. Nhá, có xảy ra phản ứng. Bạc và HCl. HCl là axit loại 1. Axit loại 1 thì nó chỉ có phản ứng với các anh kim loại đứng trước hydro trong giai điện hóa thôi, còn bạc này là đứng sau. Vì vậy nên không xảy ra phản ứng là đáp án C. Các bạn nhớ chưa? Đáp án C. Câu 17 ạ. Trong thực tế, chúng ta không sử dụng trong thực tế chúng ta không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt bị ăn mòn. Đây là một trong số những phần ăn mòn là phần chúng ta sợ. Nhá. Thế thì chúng ta phải nắm được các phương pháp bảo vệ ăn mòn á. Về mặt bản chất là các phương pháp bảo vệ ăn mòn là bảo vệ cái anh kim loại đấy nó không xảy ra phản ứng hóa học hoặc là nó không bị ăn mòn điện hóa. Gắn đồng với kim loại sắt là chẳng ai gắn. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu gắn đồng với sắt thì đồng với sắt tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly, đúng không ạ? Hai cặp điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly, thế là thành pin điện rồi. Và pin điện thì cái thằng anode sẽ bị ăn mòn, và thằng anode là thằng kim loại mạnh hơn thì là thằng sắt sẽ bị mòn, nên vì vậy không ai sử dụng cái việc mà gắn đồng với kim loại sắt cả. Các bạn hiểu không ạ? Nhớ nhá. Vậy câu 17 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, phần kim loại rất khó.
mà khó thì phải học thầy Minh thôi. Câu 18. Để làm sạch lớp cặn trong dụng cụ đun và chứa nước nóng thì người ta dùng cái gì? Thế thì để mà làm sạch nó thì mình phải hiểu là cái lớp cặn đấy nó chứa cái gì. Thì cái lớp cặn đấy nó chứa CaCO3. CaCO3. Đấy, cái lớp cặn trong dụng cụ đun và chứa nước nóng đấy nó chứa CaCO3. Thế thì CaCO3 là một muối của axit yếu thì chúng ta làm sạch nó bằng cách là cho nó tác dụng với những anh axit nước vôi trong Ca hai lần không được. Dung dịch muối NaCl không được tiếp. Anconitilic C2H5OH cũng không được tiếp. Giấm ăn CH3COOH quá được. B luôn, giấm ăn. Xịt luôn. Câu 19 ạ. Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Trong công nghiệp, magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thế chúng ta phải hiểu là magie nằm đâu đó. Khi nào ba cần mua, đúng không? Magie là thuộc nhóm các kim loại mà có tính khử trung bình và mạnh. Thế thì để điều chế nó thì chúng ta không thể sử dụng bằng pháp điện phân được, bởi vì magie đứng trước nhôm. Nhá, trước nhôm thì không thể thủy luyện, không thể nhiệt luyện được. Không thể kim loại mạnh để kim loại yếu được, bởi vì sắt nó yếu hơn magie, làm sao đẩy được. Kali mạnh hơn magie đấy, nhưng kali tác dụng với nước không thỏa mãn. Vậy chúng ta chỉ có cách nào thôi ạ? Điện phân nóng chảy MgCl2. Và đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án A các em nhé. Các bạn nhớ lưu lại nhé. Và nhớ kỹ những gì thầy nói. Câu 20 ạ. Nào các bạn comment cho thầy đáp án câu 20 chứ. Câu 20 cũng là một câu khá hay. Nếu cho dịch FeCl3 và dịch NaOH thì xuất hiện cái tụ màu gì? Thì nó sẽ tạo thành là FeOH 3 lần. Nhiều bạn rất hay quên cái màu này. Và FeOH 3 lần chúng ta nó là cái tụ màu nâu đỏ nhá. Đáp án đúng là đáp án D, kết tụa màu nâu đỏ. Câu 21 ạ. Úi dồi ôi, 21 để có mà sai một đống. 21 là nhiều bạn sai lắm. Các bạn quan sát đây nhá. Cho amon sắt tác dụng với amon khí clo, thì sắt mà tác dụng với clo thì chắc chắn tạo thành FeCl3. Amon sắt, amon clo cân bằng nhá. 2 này, 2 này, 3 này. Và ta nhìn thế này là chúng ta sẽ biết ngay là gì? Clo hết. Đúng không? Ban đầu phản ứng clo hết. Sắt dư. A nhân 2 chia 3, 2 phần 3 sắt dư này. Sau phản ứng sắt dư 1 phần 3 A. Clo hết. FeCl3 tạo thành là 2 phần 3 A. 2 phần 3 A. Bây giờ cho X vào nước thì mình sẽ có là hỗn hợp chất rắn X của mình. Hỗn hợp chất rắn X của mình sẽ gồm, chất rắn X của mình nó sẽ gồm Fe còn dư là 1 phần 3 và FeCl3 là 2 phần 3. Cho vào nước thì thu được dung dịch Y. Thế thì khi cho vào nước thì FeCl3 nó tan, còn sắt không tan nhá. FeCl3 nó tan còn sắt không tan. Chứ các em phải hiểu này, FeCl3 tan thì nó sẽ tạo thành sắt dương 3. Và sắt dương 3 nó lại tác dụng với sắt để tạo thành sắt dương 2. Đây là cái dạng rất hay của điện hóa mà khiến cho ông ta mông lung như một trò đùa. Mông lung như một trò đùa luôn. Và đa số các bạn sai ở đây. Và số mol của sắt dương 3 là 2 phần 3. Số mol của sắt chỉ còn là 1 phần 3. Và lúc này chúng ta nhìn tỷ lệ này là nó tan hết, tạo thành amon FeCl2. Vậy dung dịch Y này của chúng ta là chắc chắn là chỉ tồn tại FeCl2. Và chúng ta chỉ bị lừa một lần ở tại đây thôi. Và sau này chúng ta gặp cái dạng này chúng ta sẽ không bao giờ bị lừa nữa. Vậy dung dịch Y này là FeCl2 thì nó không tác dụng với chất nào sau đây? Thì chắc chắn nó tác dụng với NaOH để nó tạo thành FeOH 2 lần. Chắc chắn nó tác dụng với clo để tạo thành FeCl3. Còn FeCl2 không bao giờ nó tác dụng với Cu cả. Đúng không ạ? Đồng không bao giờ đẩy được sắt mà chỉ có sắt đẩy đồng thôi. Còn AgNO3 thì tác dụng được với FeCl2 để tạo thành AgCl và bạc. Đây là một câu rất hay mà chúng ta cần phải nắm được. Để câu 21 đã từng xuất hiện trong đề thi minh họa chùa thông quốc gia năm 2017. Và thầy nghĩ rằng trong những cái đề thi và đề kiểm tra các em sẽ có. Các em sẽ gặp lại nó rất rất nhiều. Nhớ lưu lại. Câu 22 ạ. Trong đề minh họa chùa thông quốc gia năm 2017. Cho dãy các kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng với H4 loãng. Thì cái này chúng ta sử dụng cái điều kiện thôi ạ.
cái điều kiện của một anh kim loại mà tác dụng với axit loại 1 ấy, là anh kim loại đấy đứng trước hydro trong dạng điện hóa. Nhôm có, đồng không, sắt có, bạc không, hai cháu đó. Nhẹ nhàng. 23. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt thì có thể sử dụng dung dịch nào? Thế thì ở đây chúng ta khi mà phân biệt dung dịch nhá thì chúng ta phải để ý thế này. Là đây là các anion giống nhau. Vậy phân biệt ở đây thì bây giờ mình phân biệt các cation. Cation Na cộng. Không có gì đặc biệt, Magie 2 cộng, nhôm 3 cộng, sắt 3 cộng thì cách những anh cation kim loại ấy, thì nó thường hay là có hydroxit kết tủa là nó có màu. Thì đấy là đặc biệt. Vì vậy nên chúng ta sẽ ưu tiên cái việc mà sử dụng có OH trừ trước. Ưu tiên sử dụng những cái việc mà có OH trừ trước. Dĩ nhiên nếu mà có quỳ tím thì mình sẽ ưu tiên quỳ, còn ở đây không có quỳ thì mình sẽ ưu tiên những anh có OH trừ. NaCl không hiện tượng. MgCl2 tạo thành MgOH 2 lần kết tủa màu trắng. AlCl3 tạo thành kết tủa màu trắng nhưng mà tan khi Na dư. FeCl3 thì tạo thành kết tủa màu nâu đỏ. Vậy xịn nhất là chúng ta sử dụng NaOH nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Các em thấy không ạ? Cái đề của thầy nó khó dần lên. Câu 24. Cho hỗn hợp đồng và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Đồng này và Fe2O3 vào trong dung dịch HCl dư. Thì chúng ta lưu ý đồng thì không tác dụng HCl, còn Fe2O3 tác dụng HCl thì nó sẽ tạo thành là FeCl3. Nhưng FeCl3 này nó chiếm bản chất là sắt dương 3, nó lại tác dụng với đồng để tạo thành đồng dương 2 và sắt dương 2. Được chưa? Thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Vậy chất rắn không tan này, điều này chứng tỏ là đồng dư. Đây là dung dịch X này. Anh này chính là dung dịch X. Và chất rắn không tan đấy chắc chắn là đồng dư. Thế thì đồng dư thì dẫn đến là đề gì? Dung dịch X sẽ không thể tồn tại FeCl3 được. Mà dung dịch X chúng ta sẽ chỉ tồn tại đồng dư mà. Thì sắt dương 3 phải hết. Vậy đồng dư thì trong dung dịch X chỉ có CuCl2 và FeCl2 mà thôi. Vậy muối trong dung dịch X của chúng ta nó sẽ là CuCl2 và FeCl2. Các bạn nhớ nhá. Đáp án đúng là đáp án B. Điện hóa luôn luôn là một cái gì đó rất kinh điển. Chúng ta rất sợ phần này, đúng không? Câu 25. Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, PB2+, Fe3+ để xử lý sơ bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng. Thì như thầy đã nói rồi, các ion kim loại nặng thì nó thường hay phản ứng với OH trừ, vậy chúng ta chỉ cần tìm một anh nào có OH trừ nhưng mà chi phí thấp là rẻ, chúng ta gặp được nhiều là được, ok. Vậy thì không thể NaCl, không thể HCl được, mình chỉ còn CaOH hai lần và KaOH thôi. Thì KaOH thì không bao giờ rẻ hơn CaOH hai lần được, bởi vì CaOH hai lần là nước vôi lúc nào cũng rẻ nhất. Đáp án B. Câu 26. Dung dịch muối X đến dư và dung dịch muối Y cho được kết tủa Z, cho ZHNO3 loãng thuộc được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí, XY lần lượt là. Mình thử nhá. A đi. Muối X đến dư là AgNO3 dư vào FeCl2 thì phải mình thu được AgCl kết tủa đây này. Và Ag không? Đây là kết tủa Z. Thế rồi cho cái anh Z này không gì HNO3 loãng dư. Khi mà Ag mà AgCl thì không tác dụng HNO3 rồi. Vậy thì chắc chắn là chất rắn T đây. Còn bạc thì chắc chắn tác dụng HNO3 để sinh ra khí không màu hóa nâu trong không khí là NO. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A rồi. AgNO3 và FeCl2. Câu 27. Câu 27 này mới nhìn mới kinh này. Các bạn chọn đáp án gì? Có một trong số các bạn mà học sinh của thầy khi mà đi thi đội tuyển học sinh giỏi, các bạn có nói rằng ui những câu lý thuyết sợ lắm thầy. Thực ra là nó không đáng sợ, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa nắm chắc được kiến thức lý thuyết nên sai là điều tất yếu, là điều dĩ nhiên. Cái câu chuyện thi trung học phổ thông quốc gia, thi học sinh giỏi nó đều tương tự như nhau. Quan trọng nhất là em có làm đúng được bao nhiêu câu lý thuyết, chứ không phải là em giải được nhiều bài tập hay không. Thép là hợp kim của sắt chứa từ 25% khối lượng carbon là sai. Bột nhôm trộn với bột sắt 3 oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm, đúng. Dùng N2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời, tính cứng vĩnh cửu của nước, đúng. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt cây bị vỡ, đúng, bởi vì lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân ở ngay điều kiện thường. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng HNO3 người nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm, chính xác, bởi vì thí nghiệm này trình sinh ra khí NO2 thì
nút bằng bông tạm dung dịch kiềm thì nó sẽ tác dụng với NO2. Vậy mình sẽ có B, C, D, E là đúng. Vậy mình sẽ có 4 nhận định đúng. C. Câu 28. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là điện phân dung dịch natri clorua thì thu được khí hydro ở cathode. Cathode là nơi ca chi ông đến. Nước, đúng không? H cộng, H2, chính xác. Cho CO dư đi qua hỗn hợp này thì CO không bao giờ khử được Al2O3. Bởi vì CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng sau, nhôm thôi. Nên là không thể thu được nhôm được, B sai. Những thanh kẽm vào dung dịch COS4 và H2O4 thì có xuất hiện mòn điện hóa. Cái này đúng, cái này chắc phải có một buổi nào thì nói kỹ về phần này. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân và kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc. Nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân đúng, dẫn điện tốt nhất là bạc, chính xác. Cho dịch AgNO3 dư và FeCl2 thu được chất rắn cùng bạc và AgCl, thầy vừa mới nói xong, chính xác. Vậy mình có là A, C, D, E là đúng, mình có 4 nhận định đúng, C. Câu 29. Hòa tan Fe3O4 Fe3O4 vào trong dịch H2O4 loãng dư thì thu được dung dịch X. Vậy dung dịch X của chúng ta sẽ gồm là Fe2 SO4 3 lần, FeSO4 và H2SO4 dư. Có nghĩa tương đương với là nó sẽ tồn tại các ion sắt 2 cộng, sắt 3 cộng, H cộng và SO4 2 chữ. Thế thì số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là đồng thì chắc chắn là tác dụng được với sắt 3 cộng. Một cháo. Sắt 2 cộng. Các bạn nhìn nha, sắt 2 cộng thì không tác dụng, nhưng bạn nhìn kỹ này. Chúng ta có H cộng, chúng ta có NO3 trừ là coi như HNO3. Vậy thì sắt 2 cộng chắc chắn tác dụng với HNO3, hay nói cách khác là chắc chắn tác dụng với FeNO3 hai lần để lên sắt 3 cộng, cộng với NO cộng H2O. Sắt 2 cộng này thì còn tính khử nên chắc chắn tác dụng với KMNO4. Ba2 cộng thì chắc chắn tác dụng với S42 trừ để tạo nên kết tủa BaSO4. Cl2 còn tính ô xóa, chắc chắn tác dụng với sắt 2 cộng. KNO3 thì có cung cấp ion NO3 trừ này, có H cộng là coi như HNO3 này. Ở đây mình lại có sắt 2 cộng nên chắc chắn phản ứng tiếp. Vậy không phản ứng ở đây chỉ muốn anh natri clorua là acid. Vậy mình sẽ có là số chất trong dãy phản ứng dung dịch X là đồng FeNO3 hai lần, KNO4, BaCl2, Cl2, KNO3, tổng cộng mình sẽ có 6 chất. Đây là một câu rất hay, rất rất nhiều bạn bị sai câu này. D. Câu 30, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Tiến hành các kinh nghiệm sau. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. Chỉ xảy ra vào nòn hóa học nhá. Mình có ở câu 30 ạ. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3 chỉ ăn mòn hóa học thôi nhá. Vậy là chỉ ăn mòn hóa học là chỉ xảy ra phản ứng đồng cộng sắt dương 3 để tạo thành đồng dương 2 cộng sắt dương 2, đúng là chỉ xảy ra phản ứng. Ok. Nhúng miếng sắt tây sắt trắng thiếc Fe SN tiếp xúc trực tiếp trong môi trường dịch chất điện ly. Không được, ăn mòn, có ăn mòn điện hóa rồi. Nhúng thanh kẽm vào dịch 2O4 loãng nhỏ vài giọt dung dịch COS4 cũng có ZN và CU rồi, bỏ luôn. Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly cũng là ăn mòn điện hóa rồi. Vì vậy nên số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học ở đây chúng ta chỉ có một mà thôi. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D. Ok chưa? Đấy, thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta về toàn bộ những cái câu mà lý thuyết hay sai khó của phần đại cương kim loại. Ok chưa? Xin phép.